sông trọng sinh về pháo hôi đoàn sủng gương vỡ lại tròn về sông cường và hạ tiểu tiên hạ giới đầu thai lại đầu thai chết mẫu phi tỉnh lại nếu không tỉnh thì thật sự sẽ nga tiểu tiên dùng hết sức lực đánh thức mẫu phi mẫu phi và ta thủy chung chạy không thoát bãi chung tập thể a à? di tra vương cha này hình như đã gặp qua ở đâu xinh đẹp cửu nương nhìn liền thân thiết đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh mẫu phi Nhà đầu này cũng không giống người bình thường a à. đại nhân vật phản diện nhắm hai mắt trong mắt lại loạn chuyển khẳng định không nghẹn cái gì hảo thí chương một đầu cái tử thai bạn đang nghe tại truyện chấm audio chủ tử dùng sức a à. vương phi mau tỉnh lại có thể nhìn thấy đầu của tiểu chủ nhân rồi trước giường gỗ tử đàn chạm trổ hoa văn bà tử đỡ để cùng bọn nha hoàng bận rộn thành một đoàn đại nha hoàng bạch chỉ kinh hô lên không tốt công chúa không có hết giận rồi tiểu chủ nhân còn chưa ra lý ma ma run rẩy thử thở mũi hai đầu gối quỳ xuống sụi lơ trên mặt đất công chúa qua đời rồi một tiếng này thanh âm không lớn lại đem trong phòng tất cả nha hoàng bà tử nổ đến ngay dại phục hồi tinh thần lại lại rầm rầm toàn bộ quỳ xuống công chúa chủ tử Đám nha hoàng bên người thất thanh khóc trống Hạ tiểu tiên nheo mắt lại Hóa đá tại chỗ Mới vừa đầu thai xuống Cái này liền một sát hai mạng Hạ tiểu tiên vốn là trưởng hoa tiểu tiên Của thiên đình Nàng dùng 99 bình rượu đào Để đổi lấy cơ hội hạ giới tiên gia Thể nghiệm nỗi khổ của nhân gian lần này Trước khi đầu thai Khi nàng lật xem sổ tam sinh của tư mệnh nhàn khống nàng không chút do dự chọn Chính phi thẩm thì thẩm ngọc giao dung mạo Tốt hơn một bậc lại quên xem ghi chép cuộc đời hai vị vương phi. Chờ một chút, tua lại, nhanh chóng xem ghi chép tường tận về thẩm thị trên sách kia. Vừa nhìn, Hạ Tiểu Tiên chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn. Ninh vương phủ chính phi trầm thị, tên là Trầm Ngọc Giao, con gái cả của trấn quốc công Trầm Ngao. Thẩm thị từng được khen là đệ nhất mỹ nhân trong kinh, từ nhỏ tập võ, tự tiện. Đại Hạ Triều, năm khai nguyên thứ 14, mùng 2 tháng 4, hoàng đế ban hôn cho tứ hoàng tử Hạ Dục, mùng 5 tháng 5 đại hôn. Ngày đại hôn, Hạ Dục được phong Ninh Vương. Trầm Thị Phong làm chính phi, cùng ngày, thương nữ hứa Thị Phong làm Ninh Vương thứ phi. Năm khai nguyên thứ 15, mùng 8 tháng Giêng. Ninh Vương phủ chính phi Trầm Thị khó sinh, tốt. Cùng ngày, thứ phi hứa Thị sinh Hạ Song Tử. Năm khai nguyên thứ 16, mùng 1 tháng 3, Trấn Quốc công mưu nghịch vụ án, vương phi thẩm thị phong hào bị tước. Năm khai nguyên thứ 18, 12 tháng chạp, mộ thẩm thị dời ra khỏi nghĩa trang hoàng gia, thi thể phơi ra bãi tha ma. Cảnh thái nguyên niên, hứa thị sách làm hậu, ba trai một gái. Xong rồi, xong rồi. Hạ tiểu tiên đầu thai chết rồi. Không thể chết. Đã chết còn phải phơi xác loạn tán cương. Hạ tiểu tiên nàng chính là một tiên giả, chết cũng phải chết mỹ mãn. Mẫu phi tỉnh lại, nếu không tỉnh thì thật sự sẽ nga. Hà Tiểu Tiên mặc niệm tiên quyết, liều mạng tụ tập tiên linh, không ngừng lăn lộn trong bụng trầm ngọc dao. Hô hô! Ha ha! Này! Thẩm ngọc dao bỗng nhiên từ từ thở ra một hơi dài, Hà Tiểu Tiên chỉ cảm thấy một trận thoải mái, tứ chi bị trói buộc mới có thể giãn ra, một đạo bạch quan cực kỳ sáng ngời đâm tới nàng chỉ có thể hiếp mắt, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, qua, wow, một tiếng khóc lên công chúa không chết. Tiểu chủ nhân cũng sinh ra rồi. Cả phòng nha hoàng bà tử kinh hỉ lên tiếng. Hạ tiểu tiên vừa mới thử mở mắt, đã bị người bắt được hai chân nhất ngược lên, ở trên mông hung hăng đánh một cái tát. Đang định mắng ra khỏi miệng, bên tai liền nghe thấy tiếng chúc mừng liên tiếp. Chúc mừng chủ tử, sinh hạ tiểu quận chúa Ninh Vương phủ. Là tiểu quận chúa sao? Âm thanh nhẹ đến không cẩn thận vang lên, thật tốt cuối cùng như ta mong muốn đây chính là mẫu phi của nàng thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu còn có chút mệt mỏi hà tiểu tiên vừa nghe thanh âm này liền không hiểu sao cảm thấy thoải mái nghĩ đến thẩm thị mang thai thường xuyên cùng cục cưng trong bụng nói chuyện phím đi hà tiểu tiên sinh ra làm tiên không cha không mẹ mới vừa hạ giới liền gặp nhân gian mẫu ái nhất thời không khỏi lão lệ tung hoành sai cũng sai đáng giá sợ tiểu quận chú mới sinh ra bị đông lạnh, tử tô đem than đen trong bếp lò đốt càng vượng hơn một chút. Ma ma vừa rồi đánh mông tiểu tiên, lau người cho nàng, bọc vào trong tả lót mềm mại thoải mái, lúc này mới đưa cho thẩm thị. Vương Phi, tiểu quận chúa trắng trẻo mập mạp, ước chừng hơn 8 cân. Thẩm Ngọc Giao tiếp nhận một đoàn mềm mại ngước mắt hỏi. Tử Tô, vương gia có từng tới đây không? Vương Phi, vương gia chưa từng tới. Tử Tô chần chờ một chút mới thấp giọng nói. Hôm nay Vương Phi vừa khởi động, cẩm hoa uyển sát vách cũng khởi động. Gã sai vặt đón Vương Gia Hạ Triều nói, Vương Gia vừa về phủ, cũng không kịp cởi quan phục, liền đi cẩm hoa uyển Nô tỳ vừa rồi nghe Tiểu Nha Hoàng nói cẩm hoa uyển bên kia liên tiếp đi hai thái y, đoán chừng so với chúng ta bên này còn hung hiểm hơn. Một đại nha hoàng khác của hồi môn bạch chỉ nói. Thẩm Ngọc Giao nghe vậy dừng một chút, lại hỏi. Nhà mẹ để ta có người đến không? Phủ quốc công đã phái vài gã sai vặt tới hỏi thăm Vương Phi, phu nhân còn bảo đưa thiên niên tuyết tham tới. Rốt cuộc là sinh trưởng trên trái tim quốc công gia cùng phu nhân, hôm nay gả cho người, vẫn là đau lòng vô cùng. Tử Tô cười nói. Nghĩ đến người nhà mẹ, trong lòng thẩm ngọc dao bỗng nhiên có một tia ấy nấy. Lúc trước quốc công gia không muốn đi cầu hôn hoàng đế, trầm ngọc giao còn có chút oán hận. Cho đến khi gả cho Ninh Vương hậu, Ninh Vương lại từng dặn dò, chỉ vì quốc công gia vẫn nắm binh quyền, sợ đường kim thánh thượng nghi kỵ, vì thế nàng cũng đã lâu không gặp quốc công gia cùng phu nhân. Mới là mẹ, muốn gặp nhất vẫn là cha mẹ ruột. Vương Phi, ngươi hãy an tâm tĩnh dưỡng thân thể, nô tỳ đã bảo gã sai vặt trong phủ báo tin vui cho quốc công phủ và cung rồi. Đây là Ninh Vương Phủ. Ừm. Xem ra cũng không tệ lắm mẫu phi thanh âm thật dễ nghe. Hơn nữa không có một chút ý tứ trọng nam khinh nữ. Thật tốt. Giọng nói đáng yêu đáng yêu của Vương Phi cả kinh thiếu chút nữa ném tả lót trong tay ra ngoài. Trong phòng này đứa nhỏ ở đâu ra đang nói chuyện. Sinh con mà thôi, sinh ra ảo giác. Đại mỹ nhân ôn nhu nhu như vậy thật sự là mẫu phi của ta. Nàng so với các nương nương trong thiên cung còn đẹp hơn vài phần. Thẩm thị mở to hai mắt nhìn về phía trong phòng. Trong phòng đã thu dọn sạch sẽ, ngoại trừ nha hoàng của hồi môn tử tô cùng bạch chỉ, lại không còn một người. Mẫu Phi Cậu bé Trong lòng cô không phải đang ôm một đứa bé sao? Chẳng lẽ là nàng? cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng, chỉ thấy Hạ Tiểu Tiên cũng đang trừng đôi mắt to tròn, tò mò nhìn nàng. Ánh mắt trong suốt, mặc cho ai thấy cũng sẽ sinh lòng triều mến. Tâm trầm thị đều hóa. Mẫu phi xinh đẹp ôn nhu như thế, chớ nói dùng chút tiên linh, cho dù hủy tiên căn của ta cũng đáng giá. Giọng nói của đứa bé này sao lại quen thuộc, cảm giác được đã từng nghe ở đâu? Thẩm thị bỗng nhiên ý thức được, âm thanh nàng nghe được trong tai thật sự là do đứa bé trong lòng phát ra, sớm chiều tháng 10 mới có thể có cảm giác quen thuộc, thật sự mẹ con liền tâm. Nghe nàng ý tứ, nàng đúng là trên trời thần tiên hạ giới đến đầu thai. Thẩm thị bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi nàng hình như đã hồn phách ly thể đang đi về phía ánh sáng trên nóc nhà phía sau liền nghe thấy thanh âm quen thuộc này gọi nàng làm mẫu phi lập tức trong lòng vạn phần không nở mới xoay người trở lại giường nghĩ như vậy quả thật là tiên bảo này cứu nàng một mạng cũng không biết trầm thị nàng là tu mấy đời công đức mới có thể cùng tiểu tiên bảo này kết hạ kỳ duyên như thế nghĩ đến đây thẩm thì cúi người hôn lên mặt hạ tiểu tiên đời này để mẫu phi yêu thương tiểu tiên bảo của ta, mẫu phi muốn tiểu tiên bảo tận hưởng ôn nhu và phú quý của nhân gian. Thiên đình dù đẹp, nào có nhân gian này tình thương của mẹ. Ô ô ô, thật cảm động. Mẹ ta thơm quá. So với hoa tiên ta còn thơm hơn mấy phần. Hạ tiểu tiên tham lam cảm thụ tình thương của mẹ, thoải mái đến nhau mắt lại. Nhân gian thật tốt. Khó trách thiên đình những thần tiên kia đều muốn đến đi một lần. Giây lát, nàng bỗng nhiên nhíu mày, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, mắt thấy lại muốn khóc thành tiếng. Giang nhân không trừ, mẫu phi thủy chung chạy không thoát loạn tán cương A. Chương 2 Cho cái tên thật Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 3 Ngủ ngon giấc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Một đêm tuyết lớn, Mai vàng xuân hoa uyển không còn nhẹ nhẹ hương thanh u như ngày xưa, mà là bị trận tuyết này kích thích ra từng trận dị hương, thấm vào phế phủ người, hương thơm lại có chút bá đạo. Mấy con chim tước đạp lên tuyết trắng trên cành mai chơi đùa, bông tuyết phốc phốc rơi xuống, theo từng trận gió nhẹ bay múa đầy trời, lại làm cho xuân hoa uyển giờ phút này đẹp như tiên cảnh. Thẩm Ngọc Giao tỉnh rồi. Tỉnh lại lần đầu tiên, chính là nhìn về phía tiểu tiên bảo trong nôi. Bé vuông nhỏ đang híp mắt rất thích ý. Trong phòng than lửa, tử tô đốt rất vượng, ấm áp. Than tơ vàng quả nhiên dùng tốt hơn than đen ngày xưa. Trầm Ngọc giao thầm nghĩ, hôm nay có tiểu tiên bảo, quy củ của Ninh Vương phủ cũng nên thay đổi. Tử Tô mắt thấy Trầm Ngọc giao tỉnh, vội không người tiến lên nói. Ngày mai là ba ngày tắm rửa của tiểu tiên quận chúa, mà ma chủ sự Cẩm Tú Uyển đều đến xin tiểu thư chỉ thị. Nói là xin chỉ thị sợ chỉ là thông báo một tiếng thôi. Trước kia Thẩm Ngọc Giao cũng không quá để ý đến nội vụ của những vương phủ này, trên danh nghĩa nàng là nữ chủ nhân đương gia của vương phủ, trên thực tế hứa thì vốn nên hiệp lý ý vào sự sủng ái của vương gia, lại bất tri bất giác làm chủ. Mọi người trong phủ từ từ cũng biết nàng chính phi này là một người yếu đuối dễ đáng đo. Đợi ta trước vì tiểu tiên bảo cho con bú, lại đi thương nghị trầm ngọc giao đau lòng tiểu tiên bảo, sợ thương nghị thời gian quá dài sẽ đói chết nàng quả nhiên ta ở trong lòng mẫu phi là quan trọng nhất chờ một chút ba ngày tẩy nguyên thư ghi lại cha phụ kia không để ý mẫu phi tang lễ mới vẫn đại yến thân bằng vì hai đứa con hứa thì cử hành lễ tẩy nhi quốc công gia không cam lòng trên triều đình lại trực tiếp can gián hoàng đế dung túng hoàng tử nhục nhã công thần ngược lại bị hoàng đế mượn cơ hội đoạt binh quyền mà chính là lễ rửa tội lần này hứa thị làm cho hoàng hậu nương nương vui lòng càng được thánh thượng ban thưởng chu lạc y cùng ngọc long tử hứa thị mẫu bằng tử quý sắc làm ninh vương chính phi chỉ có thể ăn nhiều sữa mẹ tích tụ linh lực tương lai mới tốt bảo vệ mẫu phi ta thẩm ngọc giao nghe đến đó vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi vừa vui mừng vì tình cảm trẻ em của tiểu tiên bảo đối với nàng lại lo lắng chuyện tiểu tiên bảo nói lòng vốn đã ấy nấy với nhà mẹ để càng sâu một phần Trầm Ngọc Giao khó sinh may mắn chưa chết, như vậy mọi người liên quan đến việc này, vận mệnh cũng sẽ bởi vậy mà phát sinh thay đổi, nhưng rốt cuộc sẽ thay đổi như thế nào, sợ là Tiểu Tiên Bảo cũng không thể biết. Nàng cùng Tiểu Tiên Bảo ở sáng, gian nhân ở tối, chỉ có thể cẩn thận, từng bước từng bước. Triều Đại Hà hôm nay, chính quốc cường dân thịnh, từ hoàng tử trong cung cho tới lê dân bách tính, phạm là có trẻ sơ sinh xuất thế, đều có phong tục tam nhật tẩy nhi triều này thậm chí có mệnh quan triều đình dưới lệnh cấm sát, vẫn mạo hiểm kháng chỉ dết dê để yến tiệc khách bằng, đủ để chứng minh sự coi trọng của cả triều đại hạ đối với lễ ba ngày. Có thể làm cho hứa thị một bước lên trời. Cái đó. Tiểu thư, nhị phu nhân phủ quốc công đến. Tử tô vén rèm đi vào. Mau mời. Thẩm Ngọc Giao đem đứa bé vừa mới ăn uống no đủ ngủ giao cho bạch chỉ. Hơi vuốt búi tóc, vuốt vuốt trán, liền ngồi thẳng người. Lúc này, vén rèm đi vào một vị phụ nhân khí chất nhược lan, phong tư yếu điệu, chính là nhị tẩu của Trầm Ngọc Giao, Lương Nhược Lan. Giao Giao, ta đến thăm con. Nghe nói hôm qua con khó sinh, toàn bộ quý phủ trên dưới đều lo lắng đề phòng, lão gia còn nói không nhận được lời nhắn của con, không tiện tự mình thăm. Mẫu thân cho ta xem con. Lương Nhược Lan khi còn bé đã cùng Trầm Ngọc Giao là khăn tay giao, bây giờ lại là cô tẩu tự nhiên là so với người bên ngoài càng thân cận hơn một chút nàng liền gọi thẳng trầm ngọc dao khuê danh trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng vừa nghe thấy tiếng dao dao này thẩm ngọc dao đã lã chả muốn khóc sợ nàng quá mức lo lắng cứng rắn nhìn trở về dịu dàng cười làng nhi ta mạnh khỏe lại hỏi cha mẹ trong nhà có khỏe không phụ thân và mẫu thân đều khỏe nhận được ám ngữ của ngươi Liền biết ngươi gặp phiền toái, để cho ta mau tới xem một chút. Tử Tô đưa ghế mềm tới, Lương Nhược Lan nói cảm ơn rồi ngồi xuống. Sáng sớm, cũng không thông báo vương gia, trực tiếp dẫn vương ma ma qua phủ. Nguyên lai like ngày quốc công phu nhân xuất các tại Trầm Ngọc giao đại hôn, từng nói với nàng, nếu như trong phủ gặp phải việc khó, liền sai người mang lời nhắn đưa chút lão nô qua hầu hạ. Ma ma lần này mang đến vương phủ chính là nhà hoàng hội môn của quốc công phu nhân lão nhân trong phủ chân chân nhi, đáng giá trăm phần trăm tín nhiệm. Lương Nhược Lan sau khi ngồi xuống mới nhìn thấy bên giường còn bảy cái nôi, bên trong nằm cái phấn nộn phấn nộn trẻ sơ sinh, ánh mắt mờ ảo loạn chuyển, cũng không khóc trống. A, à, nhị cửu nương này làm sao cũng có nhan sắc cao như vậy? Đúng vậy, tiểu tiên bảo của ta, cổ linh tinh quái. Trầm Ngọc Giao nghe được tiếng lòng của hạ tiểu tiên mới biết được, tiểu tiên bảo của nàng đã tỉnh. mới vừa đút xong mắt thấy ngủ thiếp đi, làng nhìn người vừa đến, nàng lại tỉnh. Búp bê sữa vừa mới sinh ra hai ngày, dáng dấp thật tốt, tròn trịa, lại giống hơn một tháng. Lương Nhược Lan cười nói. Như thế nào cha cha nói ta béo, xinh đẹp cửu nương cũng nói ta không giống mới vừa sinh ra. Xinh đẹp cửu nương nhìn liền thân thiết, đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh. Hạ Tiểu Tiên cảm giác đầu óc không chuyển động được, thoáng qua đã ngủ thiếp đi. Hồng nhan bạc mệnh chẳng lẽ Nhược Lan sẽ gặp nguy hiểm? Có liên quan đến phủ quốc công không? Lan nhi, ngươi hôm nay hồi phủ, thỉnh cầu báo cho phụ thân, gần đây trên triều đình, nhất định phải cẩn thận. Giao giao, sao lại nói vậy? Lan nhi, tạm thời không thể làm rõ đầu mối, sau này sẽ nói cho ngươi nghe, ngươi lại nhất định phải chuyển cáo phụ thân. Lương Nhược Lan trả lời vâng. Trong lòng thẩm ngọc giao bỗng nhiên lọc bọc một chút, vội gọi tử tô tới. Tử Tô, em vào phòng bếp mang sách dạy nấu ăn mỗi ngày tới đây. Tử Tô đáp vâng, không người lui về phía sau vài bước, lại xoay người đi ra ngoài. Giao giao, chẳng lẽ ngươi có hoài nghi? Lương Nhược Lan trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lan Nhi, hôm qua ta có xem đơn thuốc lúc sắp sinh, đơn thuốc vốn không có vấn đề. Nhưng còn lại, ta phát hiện trong đó có hai vị thuốc, phân lượng không đúng. Người hại nàng biết nhà mẹ thẩm Ngọc Giao là đời đời theo nghề y, bản thân nàng cũng hiểu y thuật, cho nên cũng không dám động tay động chân trên phương thuốc, mà là ở trong canh thuốc thuốc sản của nàng đem phân lượng hoa hồng cùng xuyên khung gia tăng liều lượng. Bình thường sản phụ uống xong canh thuốc sản như vậy, chỉ là sẽ có tác dụng rút ngắn quá trình sản xuất, sản phụ cũng đơn giản thống khổ gia tăng mà thôi. Nhưng nếu như là bản thân thai nhi thật lớn sản phụ uống vào, cũng không phải là thôi sản canh, mà là thôi mệnh phu. Lương Nhược Lan nghe được ngay ra như phỏng, vừa rồi bị tiểu vú em manh hóa tâm lại bị nhấc lên thẩm ngọc giao chính mình cũng nghĩ mà sợ không thôi nếu như không phải mình được tiểu tiên bảo cứu lại được tiên bảo tiếng lòng nhắc nhở đi tìm dược cặn bã chỉ sợ lúc này tất cả chứng cớ đã tan thành mây khói người không biết quỷ không hay hai cô tẩu sững sờ tại chỗ vương phi lấy được đồ rồi thẳng đến khi tử tô cầm một quyển sổ ghi chép cuộc sống hàng ngày thật dày tiến vào hai người mới như tỉnh mộng Thẩm Ngọc Giao đem ghi chép từ khi có thai tới nay, nàng một ngày ba bữa đều xem qua một lần, lại đối chiếu ghi chép thời gian mang thai của hứa thị, thật sự là càng xem càng kinh hãi. Lúc mới mang thai, thức ăn của hai người gần như giống nhau như đúc, đến lúc mang thai, trong sách dạy nấu ăn của Thẩm Ngọc Giao so với hứa thị mang thai song sinh còn nhiều hơn rất nhiều nguyên liệu bổ sung, vả lại những nguyên liệu nấu ăn này đều là trong canh hầm vào, không cố ý tra đối với sổ sinh hoạt thường ngày là không thể biết được đến giai đoạn cuối mang thai, đồ ngọt trong bữa ăn của Thẩm Ngọc Giao nhiều hơn hứa thị gấp ba lần. Lương Nhược Lan tức giận đứng dậy, đem những chứng cứ này mang theo, ta đi tìm vương gia phân xử. Nhị tẩu đừng nóng vội, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Đầu tiên, hứa thị sinh đôi, vương gia chính vinh sủng có thừa, nháo tướng lên, hứa thị cũng bất quá làm một hai nha hoàng sai vặt gánh tội là có thể lừa gạt qua. Vả lại, vương gia rốt cuộc có tham dự hay không, cũng không biết. Lương Nhược Lan tràn đầy nghi hoặc nhìn trầm ngọc dao, vợ chồng nàng ly tâm đã đến trình độ như vậy sao? Sở dĩ xin giúp đỡ cha mẹ, chỉ vì. Trầm ngọc dao cười khổ một cái tiếp tục nói. Ngày mai ba ngày lễ, mới là trước mắt khổ sở nhất quan. Chương 4 Lộ ra cái tiên nhãn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trong tiếng pháo hoa, Tam Nhật lễ của Ninh Vương Phủ thật có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Hiện giờ Ninh Vương Thánh Quyến đang nồng đậm, bá quan trong triều đều nịnh bợ. Tiền viện Vương Phủ Từ sáng sớm trời vừa tờ mờ sáng, trước cửa Phủ Ninh Vương liền có người đến xe đi, các loại quà mừng cũng chất đầy tiền viện Vương Phủ, ban thưởng trong cung đặt ở giữa sân. Ninh Vương đang cùng hoàng thân quốc thích đến chúc mừng, các triều thần bá quan hàng huyên, chỉ đợi giờ lành vừa đến sẽ hành lễ tắm rửa duy nhất không được hoàng mỹ chính là thái giám trong cung truyền lời nói hoàng hậu nương nương đêm qua ngẫu nhiên cảm thấy phong hàn hôm nay tắm nhi tiết liền không tới hậu viện vương phủ xuân hoa uyển cùng cẩm tú uyển lại thành băng hỏa lưỡng trọng thiên cửa xuân hoa uyển có thể giăng lưới bắt chim mấy cái đèn lồng đỏ treo lễ mừng năm mới còn có vài phần vui mừng toàn bộ nha hoàng mới tới ngồi xổm ở góc tường nghe cách vách phồn hoa ồn ào náo động ngay cả đại nha hoàng bạch chỉ cũng nhìn không được ở cửa quan sát xuân hoa uyển cơ hồ nhìn không thấy có những nữ quyến đến tham lễ thậm chí nữ quyến phủ quốc công cũng không có một người trình diện cẩm tú uyển liền nhau với xuân hoa uyển lại trong ngoài đứng đầy các nữ quyến đoán chừng những nữ quyến đến chúc mừng này đều muốn đi hưởng vận may song sinh tử lại xếp thành hàng dài trước nội phòng hứa thị vương phủ một đám nha hoàng bà tử cũng đều canh giữ ở trong viện hôm nay tiền tẩy nhi không biết có thể cướp được bao nhiêu các ngươi nghe nói chưa ngày hôm trước khi hai vị vương phi ninh vương phủ sinh con bầu trời mây đỏ đầy trời thật sự là điềm lành cũng không biết điềm lành này ám chỉ vị nào đương nhiên là song sinh tử vị này các ngươi không thấy bên cạnh kia uyển cũng không có người đi sao nghe nói vương gia lúc ấy còn cầu trong cung phái ngự y nói không chừng là trầm thị sinh cái ma bệnh tất cả mọi người sợ đi nhiễm bệnh khí liền nhà mẹ đẻ nàng cũng không có người đến chật chật các ngươi không biết thẩm thị này không có tên chính phi, đại hôn ngày đó đều là cùng hứa thị này được đưa vào cửa. Đám nữ quyến kia xếp hàng ăn dưa. Đại nha Hoàng Bạch chỉ của Xuân Hoa Uyển nghe những lời nhàn ngôn toái ngữ này gấp đến độ dậm chân, còn kém tiếng lên xé nát miệng những phụ nhân kia. Trong phòng Xuân Hoa Uyển, Thẩm Ngọc Giao lại giống như không đến xỉa đến, không nhanh không chậm rửa tay bắt đầu cho con bú. Bạch chỉ tiểu ngu xuẩn heo, nhiều người như vậy đối với vú em thân thân ông ấp dơ cao cao, ngươi làm ngôn tình bá tổng A, nói không chừng là sẽ muốn mạng vú em. Vẫn là mẫu phi thông minh, học chút y thuật, cùng đấu trạch đấu chuẩn bị A. Tranh thủ thời gian bú sữa, tích góp càng nhiều tiên linh, đợi lát nữa cho các ngươi những này phạm phu tục tử nhìn xem cái gì gọi là điềm lành. Thẩm Ngọc Giao nghe Tiểu Tiên Bảo nhắc tới, không khỏi mỉm cười. Tiểu Tiên Bảo nhìn đến ngay người. Mẫu phi quả nhiên là đệ nhất mỹ nhân trong kinh. Tiểu thư, chưởng sự ma ma tiền sảnh tới ôm tiểu tiên quần chúa giờ lành sắp tới rồi đại nha hoàng tử tô một thân áo khoác màu hồng phấn vui mừng vén rèm đi vào tử tô hôm nay đông người tuyệt đối coi trọng quần chúa đừng sơ xuất tẩy nhi lễ thành lập tức mang về xuân hoa quyển. nô tỳ ánh mắt cũng sẽ không rời khỏi tiểu quần chúa dây lát tiểu thư yên tâm tử tô tiếp nhận tả lót hướng tiền sảnh đi đến tiểu quần chúa này thật là đáng yêu thịt hồ hồ. Nhanh lên, tôi muốn ăn ngon, vui vẻ. Tử tô, nhanh lên, tôi không chờ được. Thẩm Ngọc Giao nghe tiếng lòng của Hạ Tiểu Tiên, lắc đầu, lại cười khẽ một tiếng. Tiểu quận chúa này xem ra là người thích náo nhiệt, hôm nay xuân hoa uyển vắng vẻ, ngược lại có chút mắt nợ nàng. Lúc tử tô ông Tiểu Tiên bảo đi tới tiền viện chính điện, nơi này đã tụ tập không ít tân khách ngoài điện mấy chục bàn tiệc rượu đã bày lên bốn phẩm hoa quả khô mứt hoa quả bánh trái dưa muối chỉ đợi rửa nhi lễ thành là có thể mang thức ăn lên mở tiệc trên bàn thờ cũng đã bày xong dưa và trái cây hương nến chính giữa điện thì bày ba chậu đồng hoa văn cá chép gấm bên trong rót nước nóng mấy tiểu nha hoàng bên cạnh đang cho hành gừng vào trong chậu đây là muốn đem bản tiểu tiên cho nấu lẩu hà tiểu tiên quay đầu nhìn bên cạnh tử tô còn đứng hai vị đại nha hoàng cẩm tú uyển một người trong tay cũng ôm một đứa bé cũng không biết hai cái này cùng ngày sinh ra vương tử quận chúa rốt cuộc trông như thế nào cái đầu nhỏ ra sức xoay vài vòng lại hơi hơi nâng chút góc độ hà tiểu tiên cũng không thể nhìn thấy diện mạo của bọn họ đến giờ lành nội thị trong điện vương phủ kêu lên thiếu chút nữa tiễn hạ tiểu tiên đi vốn là tiếng người ồn ào trong điện ngoài điện lập tức an tĩnh lại ánh mắt của mọi người trong ngoài điện đều tụ tập trên ba cái tả lót ba đứa trẻ một cái đầu nhỏ rất tròn châu tròn ngọc nhuận tròn trịa mắt to nhỏ lưu chuyển loạn chuyển nhìn liền rất vui mừng mà hai người kia thì da đỏ lên nhăn nhúm kiểu đầu cũng rất kỳ quái nhìn thế nào cũng giống hai con khỉ con mọi người nhìn hà tiểu tiên đều tán thưởng từ đáy lòng qua wow, búp bê sữa này trông rất đẹp thiên đình no đủ phương viên rộng lớn vừa nhìn đã biết là long phượng trong nhân trung nữ nhân này không tầm thường tư thế tiên nhân đến phiên hai con khỉ kia phỏng chừng thật sự đối lập quá mức rõ ràng nói không nên lời chỉ nói hảo mệnh không sợ không biết hàng chỉ sợ hàng so với hàng ninh vương nghe người vây xem nói trên mặt âm tình bất định đợi hắn cầu nguyện xong ba đứa bé liền bỏ vào trong chậu tắm rửa hà tiểu tiên bị mọi người thổi phồng như rơi vào mây mù nhất thời cao hứng không khỏi động tiên linh chỉ thấy hà tiểu tiên bỗng nhiên ngồi ngay ngắn trong chậu bốn phía kích khởi mây mù lượn lờ toàn bộ gian phòng thơm ngát xông vào mũi thiên ti vạn lũ hào quang từ trên người búp bê sữa này bắn ra xông thẳng lên trời thủy chung là sữa mẹ mới vừa ăn hai ngày chút tiên linh này cũng chỉ chống đỡ vài giây hào quang giây lát liền hồi phục nguyên trạng mấy bà tử rửa sạch ba đứa bé lại dùng trứng gà nấu chín, xoa xoa toàn thân và trán đứa bé một lần, lại cuốn vào tả lót. Đây là thay vàng của lễ rửa tội. Sau khi thay hoàng hoàn thành, các nội thị ngoài điện bắt đầu ném kim ngân tiền lên trời, chúng tân khách cùng nha hoàng bà tử vương phủ liền bắt đầu tranh đoạt tẩy nhi tiền rơi trên mặt đất, trong lúc nhất thời tiền viện hoang náo huyên thiên. Chúc mừng vương gia, ba ngày lễ rửa tội thành công. Tiểu tiên quận chúa sợ là đói bụng, nô tỳ đưa về nội phòng nuôi nấng. Đi thôi. Nô tỳ cáo lui. Tử tô mắt thấy dục nhi lễ thành, nghĩ đến trầm ngọc giao phân phó, cũng không trì hoãn, ông lấy hạ tiểu tiên đi vào nội viện. Trầm ngọc giao bên này đang chờ sốt ruột, nhìn tiểu tiên bảo an toàn trở về, vội vàng nhận lấy cho bú sữa. Ai, mệt mỏi quá. Mẫu phi. Tiểu tiên bảo đói bụng. Đáng tiếc mẫu phi không tận mắt nhìn thấy tra vương phụ kia ngay ra như phỏng dáng vẻ. À, hôm nay trong đám người ta nhìn thấy cẩm tú uyển bà tử cùng phòng bếp hương lăng cắn lỗ tai, cũng không biết nghẹn cái gì xấu. Mẫu phi khó sinh ngày đó, sắc nấu canh dược tiểu nha hoàng lục là không phải nên bị phát bán sao. Ha ha, ngày mai phỏng chừng toàn bộ kinh thành đều biết hai con khỉ kia. Nếu như hoàng gia gia biết ninh vương sủng thiếp diệt thê sẽ xử trí như thế nào? Chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy kích động. Thẩm Ngọc Giao vừa mỉm cười vỗ nhẹ tiểu tiên bảo, vừa âm thầm ghi nhớ. Ngày thứ hai, toàn bộ kinh thành đầu đường cuối ngõ đều truyền đến. Chính phi Ninh Vương phủ sinh một tiểu tiên nữ. Ninh Vương trắc phi sinh song tử, nhìn bộ dáng liền đầu óc không tốt. Ninh Vương sủng thiếp, dĩ nhiên ba ngày lễ, đem chúng tân khách toàn bộ dẫn tới trắc phi phòng. Chật chật, nhất định là muốn đem mọi người phúc khí quá cho hai cái ma ống. Ninh Vương diệt thê, ngày đại hôn liền nhục nhà chính thê, hôm qua ba ngày lễ lại bạc đại chính phi. Thiếp mời quốc công phủ nhà chính phi đều quên đưa. Đúng đúng. Hoàng hậu nương nương trọng thứ nhất đều tức giận không đi tham lễ. Truyền thuyết dân gian càng truyền càng tài dị, cuối cùng truyền đến tai thánh thượng hiện nay. Ngày hôm sau, trên triều đình. Đúng lúc có văn quan dân thư khuyên nhủ hoàng đế, nói ninh vương không để ý phân chia dòng chính thứ, sủng thiếp diệt thê, mất đi phong phạm hoàng gia. Quốc công gia nghe vậy, nghĩ đến lời khuyên của nữ nhi, vẫn chưa mở miệng xen vào. Hoàng đế thấy bá quan nghị luận sôi nổi, lại thấy lão hữu ngày xưa, rộng rãi như thế, không khỏi trên mặt cũng có chút không nhìn được, vì thế lại lên án mạnh mẽ Ninh Vương, cũng phạt bổng lộc tháng 6. Ninh Vương hạ triều hồi phủ, mặt tuấn tú xanh mét. Ba ngày rửa thất lễ, mà mà quản sự nội vụ vương phủ phạt 20 trượng, những người có liên quan còn lại bán đi. Cẩm tú uyển hứa thị, dùng người không phát hiện, cấm đủ một tháng, quyền chủ sự vương phủ trả lại cho chính phi trầm thị. Chương 5 Đập chết cái lục la Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 6 Xuyên qua bản sách giả Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 7 Đọc cái thương tâm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 8 Giao người bằng hữu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 9 Chép cái tịch mịch Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 10 Ngày xuân vừa vặn có chút chán. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.